Đền Chúa Then tọa lạc tại Hương Sơn, Lạng Giang, Bắc Giang là một trong những ngôi đền thờ Chúa Then. Với ngôi đền được đầu tư xây dựng công phu, các tiểu cảnh, ao cá, khuôn viên của ngôi đền được trang trí với phong cách truyền thống dần lẫn sự hiện đại. Từ cây cối, tiểu cảnh trong đền cho đến ao cá koi được bày trí một cách hài hòa, mang đến màu sắc sinh động, vừa hiện đại nhưng vẫn giữ được sự truyền thống trong ngôi đền. Do đó, ngôi đền đã thu hút được lượng khách lớn, khách du lịch gần xa đến và tham quan vãng cảnh cũng như làm lễ tại đền. À, nhìn người ta ghép đẹp nhỉ, ghép bao quả này nhỉ, ác nhỉ, nhiều nhỉ, thế đẹp mà thơm thế, hình như chín rồi gì ở đây á, chỗ nào ngoảnh đây. Nhắc đến then, người ta nghĩ đến một loại hình sinh hoạt tín ngưỡng dân gian của người Tày Nùng. Hiện nay, không có tài liệu chính xác ghi chép thời gian ra đời của then, chỉ biết chú then đã xuất hiện từ rất lâu trong đời sống của người dân tộc Nùng, Tày và Thái. Tục thờ cúng chú then là một loại hình nghệ thuật văn hóa tâm linh dân gian, luôn có sức sống khá mãnh liệt trong đời sống cộng đồng các dân tộc Nùng, Thái và Tày. Tục thờ chú then là loại hình văn hóa phi vật thể vừa mang tính động, hàm chứa tính nhân văn cao, vừa mang âm hưởng của loại hình văn hóa tín ngưỡng dân gian gắn liền với từng bản sắc của dân tộc Tày, Nùng và Thái. Với người thuộc ba dân tộc, tục thờ chú then không chỉ là cầu an lành, may mắn mà còn gắn liền với sinh hoạt tín ngưỡng trong năm. Then có nghĩa là thiên, người Tày quan niệm chú then là đại diện cho thần tiên, cầu nối tâm linh, thỉnh cầu, mong ước của con người thấu từ tai đất trời. Vì thế, mỗi dịp người Nùng, Tày và Thái cúng cầu an, giải hạn, cúng tổ tiên hay mừng nhà mới, mừng thọ ông bà, già mẹ đều không thể vắng bóng những thầy then. Tục thờ then là loại hình tâm linh tín ngưỡng trong văn hóa dân gian. Tính lôi cuốn của tục thờ then còn lôi cuốn bằng nghệ thuật biểu diễn của nghệ nhân, không gian, thời gian. Diễn sướng then là loại hình nghệ thuật biểu diễn tổng hợp của nhiều hình thức diễn sướng, là tổng thể bao gồm nhiều yếu tố khác nhau như tín ngưỡng xã hội và văn hóa nghệ thuật, nhập đồng, nhảy múa, hóa vàng, dừng lễ. Xuất phát từ quan niệm ốm đau, bệnh tật là do hồn lìa khỏi xác sau một thời gian hay do phi nhập vào xác đánh đuổi xúc phạm đến hồn. Từ đó, tất yếu nảy sinh những quan niệm là muốn khỏi bệnh thì phải làm thế nào để hồn với xác. Từ đó, tất yếu nảy sinh quan niệm là muốn khỏi bệnh thì phải làm cách nào để hồn về với xác hoặc đánh đuổi hồn ma ra khỏi cơ thể. Nhưng con người không thể tự gặp trời để xin được, mà phải có một loại người đặc biệt có khả năng kết nối cõi người với thế giới siêu nhiên, đó là then, sàng hay bật. Những người có tài năng, kinh nghiệm thực sự, giàu có về vốn sống, người uy tín. Vì có kinh nghiệm nên họ biết cách xử thế, biết phân định những bất lợi và thuận lợi do thiên nhiên, thời tiết gây ra đối với hoạt động, lao động sản xuất của con người. Với nghĩa như trên, thầy then, giàng, bật của nghề Tày Nùng và Thái giống như thầy mo của nghề Mường hay thầy cúng, cô đồng, bà cốt của nghề Kinh. Họ là những người được nhân dân tin tưởng giao cho trọng trách linh thiêng là kết nối giữa trời và đất để cho uy tín và khả năng siêu phàm của mình được tăng cao. Các then cũng được cấp sắc, được gọi là lậu then. Số tua ở sau mũ là chứng chỉ khẳng định khả năng giao tiếp với thần linh của mũi then.
Nếu giải vừa mũ càng nhiều, càng chứng tỏ khả năng xuất chúng của then càng lớn. Và vì thế mà ông bà then có nhiều giải càng được con hương tôn kính và trọng vọng hơn rất nhiều. Thông qua các thầy then có khả năng đi lại dễ dàng từ cõi này sang cõi khác, mà cõi trời được cụ thể hóa như một hình ảnh lý tưởng của cõi nhân gian, hay nói cách khác, then đã nhân hóa cõi trời để làm Vòng cho lên cõi đây này dương Thảo ơi. gian. Hay nói Đi cách được. khác, then đã Và nhân luôn. hóa cõi trời để làm cho cõi trời gần gũi với con người hơn. Ngoài ra, những thầy then còn cụ thể hóa quan niệm linh hồn trong tín ngưỡng dân gian, bản địa của người Tày, Nùng và Thái. Từ niềm tin dân gian quả trứng và chim én đã trở thành công cụ và biểu tượng nghề nghiệp của then. Tất cả các vị thần trong quan niệm dân gian khi vào trong then đều được hình tượng hóa như những nhân vật có thật. Ngoài tổ tiên tổ sư là những nhân vật có thực đã khuất, các vị thần linh khác trong then đều có dáng vẻ riêng. Tới về Nhiều sao vị bác được xem hiện bác lên hỏi qua là phương nên đi thức đâu nhập đấy? đồng trong các đám lố cấp sắc của Đi Phật hội à? Hay như là đi thổ hội? công, thổ táo. Nhiều vị được hiện lên qua phương thức nhập đồng trong các đám lố cấp sắc của Phật như thổ công, táo công. Khi nhập đồng, những thầy then sẽ trở thành nhân vật nhà trời đang hạ giới để giáo huấn, dạy bảo con nhang nghe và làm theo. Cao ơi, các bạn đi dích vào này, người đi chứ. Ôi, nước sâu phết đấy nhỉ. Thảo ạ, nước sâu phết đấy. Đi ra đây. Và các đồ vật lạ xuống hồ cho cá kho lam thứ hai là về những đặc cấp tiểu cảnh để phục vụ cho du khách chụp ảnh là gồm các lắm hoa ở ngoài trời như là như tất cả thứ khách không được không có gì cả sát gần hoa vin ngựa thái hoa bẻ cành đề phòng giật nát để phục vụ cách chú theo đừng bẻ nhá. Ôi to nhờ, cây táo này to thật đấy. Và dù không dùng các cháy đỏ, không được cho chảy nhỏ nước cơm chư vào các đào trắng hoa, cũng như là hai hoa để thành vứt rác xuống hồ, nhà đền đề nghị quý khách hợp tác với nhà đền để giữ gìn bảo vệ cảnh quan môi trường chung với nhà đền và phục vụ nhiều du khách hơn nữa. Nhà đền xin được cảm ơn. Mát thế. Bên này bóng chắc là khó. Thank you.